À, chắc là tìm luôn. Xung quanh đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng không? Chức năng tìm xung quanh mà giới hạn độ tuổi từ 16 đến 20 đúng không? Là chỉ chọn nữ thôi. Rồi đêm đó có xin xỏ gì không? Dạ có nha anh. Cái tới sáng qua hôm sau đi chơi, đi với em hỏi: em ơi, em có phải con gái không vậy? Sao đi chơi mà nằm chung hai đứa nam nữ mà không có cảm giác gì hết, không có muốn gì hết hả? Cái sau em mới nói chứ muốn cái gì, mới quen mà đi chơi với nhau mà đòi muốn cái gì. Vậy lúc vợ em vui theo hợp, còn lúc vợ em không vui á thì đạp ra hoặc là nằm như zombie vậy á. Làm như zombie vậy đó? Dạ. Là hù hả? Hù em, cho em đi ngủ luôn. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay tiếp nữa để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ hai. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thận. Em tên là Hoàng Trung, em năm nay 24 tuổi. À, nghề nghiệp em là cắt tóc. Còn em? Dạ, chào anh Quốc Thận, chào chị Hồng Vân, chào toàn thể khán giả. Em tên là Ánh Quyên, năm nay em 22 tuổi. Nghề nghiệp của em là nhân viên bán hàng ạ. Em bán hàng online hay sao? Dạ không, em bán hàng tại shop, em bán mỹ phẩm ạ. Bây giờ hai em hãy cho anh biết rằng là lần đầu tiên các bạn gặp nhau là ở đâu và cái mối tình của các bạn nó bắt đầu như thế nào? Dạ, lần đầu tiên em gặp vợ em là khách hàng của vợ em. Em đi mua mỹ phẩm để tặng cho bạn gái. Được là chớp treo. Không, bạn ở đây là con gái. Không, bạn là con gái nhưng mà dạ, con gái đúng không? Dạ đúng. Ban đầu thì em cũng không có ấn tượng gì, chỉ là thích cái giọng nói thôi. Rồi sau về thì trên Zalo cũng có kết bạn với nhau á chị. Em cũng nhắn tin chúc cũng ngon hàng ngày. Xong nhưng rồi mà sao có là có Zalo? Không, lúc em Zalo em là kết bạn nhiều người lắm chị. Không biết có lọt vô bạn này luôn. À, à chắc là tìm luôn. Xung quanh đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng không? Chức năng tìm xung quanh mà giới hạn độ tuổi từ 16 đến 20 đúng không? Là chỉ chọn nữ thôi. Lần đầu tiên em gặp ảnh thì như thế nào? Dạ thì lần đầu tiên gặp thì cũng như là khách hàng của em thôi, em cũng tư vấn như bình thường vậy á. Em cũng không có ấn tượng gì nhiều. Nhưng mà về sau đó thì có thấy có người nhắn tin cho em. Một tuần sau thì em mới biết là anh này, chứ em còn không biết ổng là ai nữa mà. Rồi dạ, một tuần sau lý do gì mà biết là bạn này nhắn? Dạ là anh này quay lại chỗ em mua hàng tiếp. Rồi em mới nhận ra là cái anh này là vừa nhắn tin cho mình một tuần vừa rồi. À, cái lần thứ hai em quay lại mua hàng đó là vì em mua thêm cho một người bạn gái khác nữa? Hay là vì em muốn quay lại để đúng mà em gặp dân, bạn này? Dạ. Nữa, dạ, mua khác thêm một bé bạn gái nữa. Dạ. Wow. Bạn gái nhiều dữ bay. Bạn là con gái chứ không phải là bạn gái. Phải không? Bạn là con gái là... Dạ đúng rồi, bạn con gái. Đến bao lâu thì em mới chính thức tỏ tình với cô gái này? Một tháng sau thì. Một tháng sau. Và tại sao em lại tỏ tình với cổ? Em cảm thấy là sống là không thể thiếu cổ. Ừ, nhưng mà em biểu hiện như thế nào khi mà em bắt đầu thả thính? Ngoài dạ, cái chuyện nhắn tin ra thì còn thả kiểu gì nữa? Dạ thì em nhớ là lúc đó là em còn đang đi học ủ túc, vừa học vừa làm với chị. Thì anh cái này cứ ngày nào cũng đưa em đi học. Tới giờ em đi làm thì chở em đi làm, rồi đưa em về mua đồ ăn cho em, mua trà sữa. Cái ngày nào cũng vậy, cứ liên tục trong vòng một tháng. Thì hôm đó thì ngày 20 tháng 10 á, bình thường thì hay đưa em đi về cũng mua đồ ăn, hôm đó không mua đưa em về nữa. Trời thì mưa, em đi về có một mình thôi. Cái sau em cũng thấy tủi thân nữa, đã không đưa về còn không có quà. Cái sau rồi em mới vừa vô trong nhà, lòng thì ấm ức lắm. Vừa mới vô nhà thì anh này điện kêu là ra ngoài đi, anh có bất ngờ cho em. Thì em ra ngoài thì thấy anh này mưa ướt tầm tã vậy đó, không mặc áo mưa gì hết. Đưa cho em cái hộp quà, mở hộp quà ra là cái cây son mà cái màu em thích nhất luôn. Dạ, anh còn dùng khổ nhục kế nữa. Là anh nói là anh bị té xe, trầy tay trầy chân vì đi mua quà cho em. Đó là em cảm động của em đồng ý luôn. Dính luôn. Dạ. Mà đừng có nói cây son nó mua tại cái tiệm cô này dạ, luôn nha. Em canh vợ em làm về mới mua, cho tạo bất ngờ. Cho y chang vợ em không biết gì hết. Đó là mua cây son của tiệm em để tặng dạ, cho em luôn. Dạ. Trước khi cưới là có đi đâu chơi xa với nhau không? Dạ có, em có đi Đà Lạt, lần thứ hai thì đi về miền Tây. Tiếng nào vui? Dạ, Đà Lạt vui không? Đi Đà Lạt vui hơn. Vậy hả? Nó dạ, vui thì sao em? Đi dạ, đi em hỏi đi. Chị biết em muốn hỏi gì luôn á. Đà Lạt bao lâu em? Dạ đi 3 ngày ạ. 3 ngày? Dạ. Ở khách sạn, ở chung, ở riêng? Dạ chung. Ở chung. Có gì vui không mấy đứa? Phòng 2 giường á. Đêm đầu thì sao mấy đứa phung phí quá vậy? Phòng một giường đi cho nó rẻ tiền đúng không? Rồi đêm đó có xin xỏ gì không? Dạ có nha anh. Đêm đó thì ngủ hai đứa, rồi là em định ngủ hơn đứa một giường, nhưng mà sau thì hai đứa một giường, giường kia để đồ. Từ bữa tối đó thì em cũng định là hơn ngủ bình thường thôi, sáng hôm sau đi chơi, tại vì cả ngày đi được có rất là mệt chứ mỏi chân rồi. Thì anh này nửa đêm ngồi dậy mò
mẫm xong rồi xin xỏ, em là không cho. Cái xong anh bực bội khó chịu nằm mà cứ dằn mặt dằn mâm vậy đó. Cái tới sáng qua hôm sau đi chơi, đi với em hỏi em ơi em có phải con gái không gì, sao đi chơi mà nằm chung hai đứa nam nữ mà không có giảm giác gì hết, không có muốn gì hết hả? Cái xong em mới nói chứ muốn cái gì, mới quen mà đi chơi với nhau mà đòi muốn cái gì. Cái xong rồi tối hôm thứ hai cũng là đòi tiếp, em lại sợ quá em mới khóc, em đòi đi về. Anh này nằm ngay cửa khách sạn á, nằm đó với ôm cái ba lô này nè, không cho em đi ra khỏi mở cửa, ngang cửa luôn. Dạ. Tức không cưng? Tức hay là tuổi? Dạ về nhưng thấy hụt hẫng cái gì? Hụt hẫng? Vỡ kế hoạch của mình. Vỡ kế hoạch? Tại vì đi Đà Lạt chắc cũng hừng hực khí thế. Dạ đúng rồi. Ai ngờ hai đi nằm trắng cửa. Rồi là giữ gìn như vậy cho đến lúc cưới nhau luôn. Dạ, tới lúc gần cưới em cũng có chuẩn bị tâm lý rồi. Tại vì nghĩ là hai đứa sẽ cưới nhau thì chuyện đó thì sớm muộn cũng sẽ có thôi. Em có tìm hiểu với mấy chị mà có kinh nghiệm rồi á, thì mấy chị nói là không sao đâu, cảm giác đó là sảng khoái với lại là giảm stress cho cả hai nữa. Nên em cũng chuẩn bị tâm lý như vậy, nên là em cũng không có sợ gì nữa. Các em bây giờ có con chưa? Dạ, hiện có em bé được 6 tháng ạ. À, 6 tháng. Em lấy nhau được bao lâu rồi? Đã cưới được 5-7 tháng. Rồi bây giờ ở với nhau được 1-7 tháng thì các em còn quá trẻ, quá son. Vậy thì tật xấu nó có lòi ra không? Có nhiều tật xấu không? Dạ có nhiều lắm chị. Em sợ kể hết chương trình này người ta cắt đi về hết, em còn chưa kể xong. Không, bây giờ mình kể đại khái rồi. Kể như thế nào mà kể xấu nhất cái... đi. Có một lần á là em làm mất cái bông tai của mẹ em mua. Tại vì lúc đó là em không có đeo bông, mẹ em, chồng em mới mua cho một đôi. Thì lỡ đó em làm rơi trong nhà tắm á. Em chưa tìm thấy thì chồng em rất là quý những cái món quà mà mang giá trị là kỷ niệm á chị. Nên là chồng em mới la lớn tiếng là la cái đồ không biết giữ của. Em nghe cái câu đó rất là nặng, em rất là buồn, em khóc nhiều lắm. Mình bị sụp đổ, sụp đổ cái hình tượng mà người chồng của mình. Nhưng mà sao có tìm được không? Dạ có, chị nó rơi trong nhà tắm thôi. Trời, chứ gì đó. Đó là một tật xấu, lớn tiếng với vợ. Rồi gì nữa? Chồng em nói nhiều lắm chị. Em nhân viên bán hàng, em đã nói nhiều rồi. Chồng em nói nhiều gấp đôi em. Em không thấy nào chịu nổi, em đi làm về rất là mệt rồi. Chồng em nó cứ lải nhải, làm này chưa, làm kia chưa, sao chưa làm. Cứ nói, nó riết. Em không thấy nào chịu nổi, em đã rất là chịu chết luôn. Em chỉ cần chồng em tắt cái đài giùm em cái là em đỡ mệt liền. Khỏe luôn đó. Dạ. Nói nhiều hơn em. Dạ đúng đó. Rồi. Có bao giờ mà gây lộn rồi đánh lộn chưa? Dạ cũng chưa có đánh lộn, nhưng mà lúc đó thì nói em không nghe, em cũng bướng quá thì anh mới nóng lên, ổng lấy cái điện thoại của em á anh đập, thì em cũng tức quá thì hai vợ chồng thì có đánh nhau, thì là anh tát em một cái thôi. Dạ thì em cũng có đánh lại. Mà sau đó vô phòng khóc rắm rứt hay là làm gì? Dạ không, em gọi về cho mẹ em nói là con bây giờ con về mẹ ở, con không ở đây nữa. Ở đây ai cũng phân hiếp con hết trơn á, không có bênh vực gì con nữa. Thì sau đó thì mẹ cũng giải quyết cho hai vợ chồng ở lại với nhau, thì kêu là vợ chồng giận thì đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, nên là tụi em cũng hòa lại với nhau thì không có giận cái chuyện đó nữa. Rồi bây giờ còn gì nữa không? Ở nhà có chơi với con không? Có chăm sóc con kỹ lưỡng không? Dạ cũng chăm sóc con, cũng thương con lắm, nhưng mà có buổi tối là mê ngủ, không có vậy mà chăm con giùm em, hay là con khóc cũng mặc kệ, một mình em tự lo hết à. Hai đứa còn nhỏ quá, còn trẻ tuổi này tuổi ăn tuổi ngủ mà. Rồi bây giờ tới em đó, vợ em có thật xấu gì không? Dạ hay cắn lắm anh, nhiều khi trên người em nó đầy thương tích hết à. Em quýnh vợ em nhẹ cái, vợ em quýnh lại em mạnh hơn gấp 10 lần vậy. Vậy á hả? Ăn một miếng trả tới 3 miếng. Đúng rồi, ăn một miếng trả 3 miếng. Rồi sao nữa nè? Lại hay ở bừa bộn lắm chị. Bừa bộn? Dạ. Rồi nấu ăn có ngon không? Không ngon mắt, không ngon miệng luôn. Đó. Em tả thử cái món không ngon mắt, không ngon miệng là nó là sao? Món canh thì canh gì cũng đục ngầu hết anh. Còn món chiên hay là kho thì chị thấy cái màu tối tối thôi. Màu tối tối thôi? Dạ. Đổ nước màu quá trớn rồi sao vậy? Còn chiên trứng sao? Chiên trứng thì bình thường nha. Thì được đúng không? Được. Thôi, chiên trứng có cái màu vàng là được rồi. Các em còn quá trẻ, cho nên cái chuyện mà đêm đến thì sinh hoạt vợ chồng có thường xuyên, có vui vẻ được không? Có hòa hợp không? Dạ, lúc vợ em vui thì hòa hợp, còn lúc vợ em không vui á thì đạp ga hoặc là nằm như zombie vậy á. Làm như zombie vậy đó? Dạ. Là hù hả? Hù em, cho em đi ngủ luôn. Em tự nhiên là em cảm thấy là em không có cảm giác hay sao? Dạ thì sau khi sinh xong á thì em lại không muốn những cái chuyện sinh hoạt như vậy. Chuyện đó làm em rất là khó chịu, mệt mỏi và em đau đớn, là em không muốn làm thường xuyên như lúc trước nữa. Nên là những khi nào mà em vui vẻ thì em cho, còn không thì em cứ nằm đi ngủ mặc kệ ông tự ngủ, ông cứ khó chịu bực bội vậy đó, ông tự đi ngủ luôn. Nhưng mà đó là chuyện trước đây hay là tới bây giờ luôn? Dạ tới bây giờ vẫn vậy.
Tại vì em bé mới có 6 tháng mà. Dạ đúng rồi. Em bé cái thời gian này là cái thời gian mà cái tiết tố nữ thay đổi dữ lắm. Không có sao đâu. Dạ. Nó là bình thường, không có sao hết á. Nó không phải là một cái bệnh lý gì hết, mới là hầu như ai cũng vậy á, chứ em đừng có lo. Tại vì á, bây giờ á, thứ nhất là sanh cái thời gian mà dành cho con buổi đêm nó quá mệt. Em hiểu không? Mệt mỏi lắm. Cho nên rằng em cũng chưa có sẵn sàng cho cái việc đó. Cái cơ thể của người phụ nữ đó, nó có cái sự thay đổi, nó chưa trở lại như bình thường ngày trước. Thì nhiều khi vợ em cũng không có muốn ở trong cái trạng thái mà gọi là nó chưa trở lại như ban đầu á. Đó thì cũng không muốn cho chồng mình thấy cái điều đó. Tức là rất nhiều những cái nhỏ nó gộp lại, nó tạo thành một cái áp lực cho vợ em, mà để cho vợ em không còn cảm thấy thú vị ở cái chuyện đó nữa. Em hiểu không? Thành ra là cái điều đó nó bình thường thôi cưng. Em phải hợp tác với vợ em để cho vợ em giải tỏa được tất cả những cái điều đó. Thì sinh hoạt vợ chồng trở lại bình thường thôi. Bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ em mong muốn vợ em là bớt giận hờn lại. Hay giận hờn đúng không? Dạ đúng rồi. Như con nít vậy. Em nít mà, nít mà 22 tuổi lần nít đó. Còn gì nữa không? À, biết lo cho nhà cửa, con cái rồi, tập nấu ăn cho ngon hơn. À. Rồi bây giờ tới em đó, em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Dạ thì em yêu cầu đầu tiên của em là anh bớt nói lại, nó ít giùm em thôi. Dạ. Rồi thứ hai là ví dụ hôm nào mà em có đi làm mệt á thì anh chăm con phụ em, hai đứa thì cùng chăm nhau chăm con thôi, đừng có để một mình em chịu không nổi. Dạ. Chia sẻ đó em. Đúng rồi, chia sẻ với em. Nhiều khi chia sẻ ban đêm, nhiều khi cô ấy sẽ trở lại sớm. À. Đúng không nào? Rồi gì nữa? Em mong muốn chồng thay đổi gì nữa? Dạ chỉ hai điều đó thôi chị. Dạ. Ừ, vậy em làm được không? Dạ được, em cố gắng. Đúng không? Cố gắng nha, cố gắng chia sẻ với vợ đi. Rồi, xin chúc hai em hạnh phúc. Cảm ơn chị. Comment vào một cái ảnh của em, chúc là thi may mắn. Thì ông đấy ông đi ông xem, thì ông xem được cái tiết mục của em là đầu tiên. Thì ông xong rồi ông đi về. Cuối cùng là sau khi về và chắc là anh đọc báo, anh biết là hôm đấy em giành được giải, là anh ấy mới nhắn tin đấy. Không. Em ghen không? Em ghen mạnh luôn ấy. Anh nghĩ là em nhỏ tuổi hơn nên là anh cứ sợ là em ra đường cái là có người bốc đi một cái là em đi theo ngay hay sao ấy. Thì chồng em lại rất là hay làm việc muộn. Thì đến lúc đấy khoảng độ 11 rưỡi, 12 giờ đêm hơn rồi, có hôm thì 1 giờ đêm. Thì anh này anh mới xong việc thì anh lên. Bây giờ em đang rúm mắt em ngủ như này mà ông bảo hôn hôn thì mà hôn tát bốp cho phát đạp ra chứ hôn gì nữa. Và ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi, xin chào hai em. Dạ. Đầu tiên thì cho phép vợ chồng em xin chào tất cả các vị khán giả. Anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em là Lê Hùng Phúc. Và công việc của em là làm về âm nhạc. Công việc chính là sáng tác và có thêm một tí biểu diễn. Khán giả cũng như là ngay cả anh cũng chưa biết được là em là tuổi bao nhiêu. À năm nay em 31 tuổi rồi ạ. Giờ tới em. Dạ, em chào anh chị, chào mọi người ạ. Em là Hồng Anh, em năm nay 24 tuổi. Hiện em đang làm MC của đài phát thanh ạ. Dạ. Dạ, ở trong này hay là ngoài Hà Nội? Dạ, ở trong này ạ. Chắc có lẽ là chuyện tình của hai bạn rất là đẹp. Anh nghĩ rằng là, cho anh đoán nha, chắc có lẽ em là người chủ động theo đuổi cô gái này đúng không? Dạ vâng, tại vì vào thời điểm đấy thì là gọi là yêu xa. Hồng Anh thì ở Hà Nội, còn em thì công tác và làm việc ở trong này. Thế là bọn em có khoảng độ 3 năm yêu xa như vậy. Trong cái khoảng thời gian mà em có xây dựng nhóm nhạc, nhóm nam là nhóm Happy Boy ngày xưa, cách đây cũng 3-4 năm rồi. Sau đấy là có một cái nguyện vọng là làm thêm một nhóm nữ nữa. Trong cái quá trình đi tìm nhân vật nữ ấy, có một cái cuộc thi Miss Teen thì Hồng Anh là một cái nhân vật tham gia trong top 10 trong đấy và vào trong này để thi chung kết. Hôm đấy em đến trong cái trận đấy là Hồng Anh có hát một bài hát có tên là Giấc Mơ Trưa, mà cái bài hát này thì là rất là ấn tượng với mình ở ngoài Hà Nội, nghe rất là nhiều và rất là gần gũi. Thế là có cũng cảm tình liền. Vâng. Nhưng mà lúc bấy giờ thì là mê giọng hát trước. Đấy, xong rồi vì sau thì thấy xinh quá, xong rồi nói chuyện dễ thương quá. Thế còn Hồng Anh thì sao? Hồi xưa là cũng không biết là tại sao lại có Facebook. Thì trước khi em thi chung kết đấy rồi thì chồng em đã comment vào một cái ảnh của em, chúc là thi may mắn. Thì ông đấy ông đi ông xem, thì ông xem được cái tiết mục của em là đầu tiên. Thì ông xong rồi ông đi về. Cuối cùng là sau khi về và chắc là anh đọc báo, anh biết là hôm đấy em giành được giải, thế là anh ấy mới nhắn tin đấy. Không phải. Được giải là sao? Là giải quán quân hả? Em được giải tài năng âm nhạc thôi ạ. Tóm lại là em cũng không có nhiều ấn tượng về chồng em, bởi vì em nhớ là lần gặp đầu tiên thì em đã ngồi mất khoảng độ 2 ngày là xem toàn bộ những cái MV rồi clip về chồng em để nhớ mặt. Không gì, em sợ là
ra đấy mà không nhớ mặt thì cũng hơi bất lịch sự. Thế là em phải ngồi xem hết cái đấy. Bao lâu thì tụi em mới có được cái hẹn hò đầu tiên? Chắc em nhớ là một tháng. Cũng gần một tháng ạ. Lần đầu tiên gặp nhau thì cô ấy cùng các bạn cô ấy đi xem một cái show acoustic. Thì em mới tới đón. Tới đón xong thì là các cô ấy muốn đi ăn ốc, em mới đưa đến một quán ốc. Thế nhưng mà các cô ấy lại gọi ra là gà. Xong rồi các cô ấy chê là ốc ở đây không đúng với cả các ốc mà các cô ấy thích. Nên các cô ấy gọi gà rán. Tức là chồng em đưa đến là em với cả bạn em thì toàn là ở Hà Nội và đâu có biết đường đâu. Xong cùng ông dẫn đến một quán ốc nổi tiếng nhất. Nhưng mà cùng là đi nhầm vào hàng bên cạnh. Thế là hàng đấy không bán ốc. Xong cho đến bây giờ chồng em vẫn kể là cô để kiêu kỳ gọi ra mà không ăn. Cái điều gì mà làm cho tụi em có thể gắn kết mà trong 3 năm yêu xa như vậy ở những người trẻ tuổi mà các mối quan hệ rất là nhiều điều để mà chọn lựa đó. Thì cái điều gì mà gắn kết tụi em để mà tụi em vẫn có thể là đến được với nhau? Khi mà bọn em chọn lựa nhau và yêu xa ấy, thì lúc nào nó cũng có một cái khoảng khắc là luôn nhớ về nhau. Khi mà ở Sài Gòn làm bất cứ một thứ gì thì đều muốn khoe cho cô ấy. Nói chung là cũng là một cái nguồn cảm hứng rất là tuyệt vời. Để sáng tác đúng không? Vâng. Đây nó gần như là một cái hình tượng. Vâng. Một cái hình tượng nó rất là đẹp, rất là tinh khiết trong em đúng không? Vâng. Vậy thì em có sợ mất không? Vâng, tại vì là yêu xa ấy, thì cái tinh thần nó thường là có hai luồng suy nghĩ. Một là ôi tức quá, không biết là bây giờ Hồng Anh đang làm gì, tức quá, thôi bỏ luôn, không yêu nữa. Nhưng mà một tiếng sau lại ôi nhớ quá, yêu quá. Và cái khoảng cách xa đấy ấy, làm cho hai người không được ở bên nhau, càng thấy nhớ nhau, thế cái tình yêu đấy nó càng lớn nhanh hơn. Em ghen không? Em ghen mạnh luôn ấy. Anh nghĩ là em nhỏ tuổi hơn nên anh cứ sợ là em ra đường cái là có người bốc đi một cái là em đi theo ngay sao ấy. Thì em chỉ nhớ có đúng một lần là em đang nói chuyện thì tự nhiên thấy anh cúp máy. Và gọi lại cũng không được nữa, mà nhắn tin cũng không trả lời, về sau cũng không giải thích. Thì mãi cho đến về sau khoảng độ phải có cả tuần đến nửa tháng sau ấy, thì anh mới chia sẻ, anh mới hỏi là hôm đấy đang nói chuyện là tự nhiên anh nghe thấy giọng đàn ông ở trong điện thoại của em. Thế hóa ra là giọng bố em. Mà ông tưởng anh nào, mà ông cúp máy. Nhưng mà vấn đề là cứ phải hỏi. Nhưng mà chồng em lại bị cái là ghen tu là cứ im lặng và không cứ hỏi. Cứ bắt người ta đoán ý. Nhạy cảm. Tôi biết ông ghen lúc nào mà đoán ý không? Em lấy ví dụ như là trong một tiếng đấy mình đang suy nghĩ là không biết vợ mình làm gì bây giờ mà không thấy gọi, không thấy đâu cả trong một tiếng đấy, hay là đang đi với ai, hay là thế này thế kia, trạng thái của mình đạt cái mức độ mà không thể kiểm soát được rồi, gọi điện mà nghe tiếng đàn ông gái, ui tôi đúng rồi, cúp máy luôn. Ui tôi đúng rồi, cái đó là ghen bóng ghen gió đó không? Tức là ông ấy nghe một cái giọng nói đàn ông thôi mà ông ấy liên tưởng ra rất nhiều việc. Ví dụ 9 giờ tối bây giờ đang ở đâu, nhà ấy ở khách sạn anh. Đấy, khách sạn thì tại sao lại tiếng đàn ông ấy đang nói cái gì? Mà cách của các ông bao bao xa. Đấy. Thì thế. Rồi cả một đêm tự hành hạ mình không ngủ được. Thì em bảo ok thôi không sao, cúp máy đi. Rồi thôi, mai sẽ đi tìm cô khác tốt đẹp hơn. Cúp máy. Sáng ngày hôm sau lại mở lên để xem không biết có nhắn gì không. Vâng. Đó là yêu đó. Vâng. Nhưng mà sao chồng em lại bình thường, em hỏi lại không nói. Thì đấy là một cái tính mà em rất là không thích ở chồng em. 3 năm vậy thì mỗi lần em vào trong Sài Gòn thì anh ấy có hân hoan không? Có bỏ hết tất cả công việc để mà phục vụ cho em không? Cũng hân hoan ạ, nói chung là lâu lâu gặp người yêu thì cũng nhớ, cũng mong đón. Nhưng mà chồng em là được cái là đúng lịch với tất cả mọi người, trừ vợ. Tức là trong thời gian em vào là có cái ngày cuối cùng đấy là em chuẩn bị về Hà Nội rồi. Anh ấy xách túi tiếc anh đi đá bóng. Chỉ cần có hẹn lịch thể thao, lịch câu cá, lịch bạn đi cà phê là luôn luôn chính xác và đúng giờ. Nhưng cứ hẹn với vợ là hôm sau là bảo anh mệt quá rồi, anh thế này anh kia là không đi nữa. Lần đấy là tại vì bọn em chơi với nhau cả ngày rồi, buổi tối nó chỉ có đúng một tiếng đi đá bóng với cả anh em trong nhà thôi. Em đã nói với vợ em từ chiều rồi là buổi tối em sẽ đi đá bóng với cả anh em một chút. Xong rồi vợ em mới đứng trước cửa, vợ em chặn lại. Vợ em bảo là bây giờ anh phải chọn một là em, hai là bóng đá. Xong rồi anh đi bóng đá thôi mà làm gì mà phải giữ lên như thế, mà phải chọn một trong hai, chọn người yêu và chọn bóng đá. Xong rồi rằng co nhau, tí nữa thì đánh nhau luôn. Có đánh không? Không. Hồi lúc là bị rơi mất cái thanh kéo rèm vì em. Xong rồi em dọa cho luôn. Xong em ghì cổ như này, em lôi ra hành lang em bảo em nào, bây giờ muốn chọn gì em anh ném xuống dưới nhá. Thế là sợ. Không dám lấy gì nữa. Thế là cho đến giờ đi vào phòng. Em vẫn nghĩ là em sợ. Thôi cứ để chồng em nghĩ thì là em đấy, sợ. Đại loại là đúng rồi. Để lần sau đỡ so sánh những quả một quả khập khiễng như thế. Giữa bóng đá và em thì em là người tuyệt vời như hơn rất thì nhiều lúc rồi. Đấy nhưng phải chọn em chứ. Đúng, bóng đá nó chỉ có một tiếng đấy thôi. Đi nhưng đá với cả anh em bạn bè. Mới có gặp người yêu được một lần thôi. Đó là chồng em không biết là cái nào nên đặt ở trên. Các em mà lấy nhau bao lâu rồi?
Bọn em được 3 năm rồi. 3 năm dạ. Được một em bé. Dạ, được một em bé. Rồi trong 3 năm còn tật xấu gì nữa không? Tật xấu thì công việc nhà chẳng hạn. Có những ngày chồng em rất là dơ, một đôi vớ mà ông vứt một chiếc góc cửa này, chiếc góc cửa kia, mà em phải là người đi nhặt mới được. Chứ còn đi ra ngoài là suốt ngày đi chỉ mấy anh em à. Mấy thằng này mày phải sạch sẽ chứ, phải như anh ấy ngày xưa anh cầm bẩn thế đâu. Không, đấy là một cái lý do. Tại vì vợ em thì ít làm công việc nhà ấy. Thế nhiều khi em tạo điều kiện cho để tập tành, nghĩa là một cái ý tốt để dạy để chỉ cho vợ chăm chỉ tích cực hơn thôi. Rồi, rồi bây giờ tới Phúc đó. Vợ Phúc là một cô gái xinh xắn như thế. Giờ có thật xấu gì không? Ngày xưa ấy thì trong cái điểm khác biệt lớn nhất mà em thấy là vợ em có thể quát mắng và đi ngược lại những cái vấn đề của em và trở thành một biển cảnh báo cho tất cả vấn đề. Và lúc đầu thì thấy wow, chỉ có cô này mới chinh phục được mình. Thế nhưng mà càng về sau ấy thì giống như là cái sự khó tính đấy nó đã làm cho mình có những hôm mà rất là mình đang rất là mệt rồi, mà cái sự khó tính và cằn nhằn của cô ấy nữa thì làm cho mình càng trở nên căng thẳng hơn. Việc thứ hai nữa là đấy, không biết hôn. Không biết hôn. Không biết hôn là đấy sao? Là một trong không biết hôn sao con đứa? Đâu hôn nó có bầu đó em. Phải biết hôn thì mới có thể là mặn mà mặn nồng rồi chứ, đúng không? Thế mới tức chứ. Vợ em gọi là lười hôn. Thật ra thì em rất là thích hôn. Em có thể dạy cho vợ mình hôn được mà. Vâng, nhưng mà em cũng dạy rồi nhưng vợ em không tích cực. Không tích cực học gì cả. Giờ phải hỏi Hồng Anh cái lý do chứ. Em thì em thấy cũng bình thường, và đấy là nhận xét của chồng em thôi. Nhưng thật ra cũng có những chuyện em cũng phải nhận lỗi. Chẳng qua là bây giờ trông con mệt quá, rồi bây giờ đi làm thì nó cũng có những thời gian mệt. Thì chồng em lại rất là hay làm việc muộn. Thì đến lúc đấy khoảng độ 11 rưỡi, 12 giờ đêm hơn rồi, có hôm 11 giờ đêm. Thì anh này anh mới xong việc, thì anh lên. Bây giờ em đang rú mà em ngủ như này mà ông bảo hôn hôn thì mà hôn tát bốp cho phát đạp ra chứ hôn gì nữa. Mà giờ anh hỏi nè, ví dụ như trong lúc hành động đó, nếu mà không hôn nó cảm thấy nó bị tụt hứng đúng không? Vâng. Đó. Thì cái đó thì đâu thế nào mà đổ lỗi là do là em cái... đang mệt nên em đang ngủ. Đúng. Nói chung là vẫn hôn nhưng mà cái trình độ đấy là trình độ lớp 1 rồi. Trình độ mà ít nhất của hôn nó phải là trình độ lớp 12 thì nó mới cái sự đòi hỏi của vâng, nó cái sự đòi hỏi của em. Nhưng mà em cũng chưa biết là làm thế nào để lên lớp được cái vấn đề đấy. Nhưng mà trước đó thì sao? Trong thời gian mà chưa có trước em bé. Trước đó thì bình thường và tốt trước thì trước đó thì em nghĩ là khoảng độ lớp 5. À, có nghĩa là chỉ qua cấp 1. Chỉ mới lớp 5 thôi. Tức là như vậy không phải là bạn không biết hôn, bạn biết hôn nhưng mà tại vì cái thời điểm này người ta làm biến thôi, vâng. Đúng không? Thôi vậy nhân đây thì mong muốn thay đổi luôn đi. Vâng, đấy thì em ngày hôm nay là đấy em có hai vấn đề, cái điểm xấu của vợ là một là cằn nhằn mà làm cho cái sự căng thẳng của vợ chồng lên cao quá là không được, là bây giờ phải kiểm soát lại cái sự tức giận đấy của bản thân. Hai nữa là cái đấy kỹ năng hôn phải chịu khó làm học trò để em có thể dạy cho được lên lớp một cách nhanh hơn. Còn em sao Hồng Anh? Thì em cũng muốn luôn chồng em thay đổi, đấy là bây giờ phải cải thiện được cái việc nhớ quên của mình và sắp xếp làm sao để cho vợ đỡ phải nói nhiều. Thành ra là chồng em nghĩ là cằn nhằn. Em thì em thấy là cái việc mà nữ công gia chánh thì những cái việc đơn giản như thế thì vợ là đấy là vợ yêu rồi. Chồng thì vợ lo cho chồng được một tí thì đấy là những cái hình ảnh mà làm cho tình yêu nó chỉ đẹp hơn thôi. Nhưng mà thực tế thì trong nhà thì nói chung là về việc dọn dẹp thì em nghĩ là chắc em dọn nhiều hơn vợ em. Vợ em còn mua con robot hút bụi, là không chịu quét nhà mà cuối cùng phải mua con robot hút bụi. Cả ngày em đi làm ở đài, sau đó thì buổi tối em có mở một cái cửa hàng nữa. Là lúc em về nhà lúc nào cũng khoảng độ 11 rưỡi 12 giờ đêm rồi. Thì em mới lựa chọn cho mình là nếu mà mình không dọn nhà thường xuyên thì em có mua một cái con robot để hút bụi, lau nhà thông minh, thì em cảm thấy ra cái việc đấy nó làm cho em đỡ mệt mỏi. Chứ không phải là để mình tránh việc hay là mình lười gì. Đúng. Em thì em thấy là tại vì ngày xưa ấy thì hình ảnh mà người phụ nữ chăm chỉ ấy, nó là một cái hình ảnh của nữ công gia chánh. Vào thời điểm này thì những cái thiết bị di động hay là những cái thiết bị tự động đấy nó đã có rồi thì cái hình ảnh đấy nó ít đi thì em nghĩ là bản thân em chắc là có vẻ một nét cổ hủ. Nên chỉ muốn nhìn vợ mình chăm chỉ hơn, dọn dẹp và lo cho gia đình nhiều hơn. Tự nhận là cái này căng ấy chứ không có giỡn đâu nha. Tại vì như vậy nè, con trai miền Bắc á có một cái đặc trưng nó hơi có bảo rất thủ, là gia trưởng. Bảo thủ là một, gia trưởng là hai và hoài cổ. Cái điều đó thì nó rất là đẹp, nhất là với những người làm nghệ thuật. Thực sự ngày xưa ông bà mình là người phụ nữ là hầu như là ở nhà thôi. Vâng. Lo cho chồng, lo cho con, tề gia nội trợ chứ có đi làm đâu. Bây giờ người phụ nữ có ở nhà đâu. Làm ba chân bốn cẳng, làm hết việc nước rồi tới việc nhà. Cái việc mà chồng mình muốn mình có một cái hình tượng đẹp là hoàn toàn chính xác. Nhưng
nó phải tùy thời điểm, nó phải tùy hoàn cảnh gia đình, chứ không thể nào mà gọi là đòi hỏi một cách mà là perfect như vậy thì rất là khó, và nó sẽ rất là áp lực đối với người phụ nữ. Thì thành ra là bây giờ theo chị thì mỗi đứa thay đổi một chút xíu đi. Đúng không? Chúng em chỉ cần thay đổi cái cách nhìn nhận. Thật ra là em cũng biết là giữa muôn vàn những nghệ sĩ thì thường hay bị nói là gặp cô này cô kia, thì em cũng hôm nay cũng nhân dịp lên chương trình thì em cũng phải nói một lời công bằng lại. Thật ra là nói chung là chồng em thì em biết là chồng em cũng là một người rất trung thủy và yêu vợ. Thì cái kỷ niệm mà chưa bao giờ em nói với chồng cả, đấy là hồi xưa lúc em mang bầu. Rồi em cứ hỏi chồng em là bởi vì bụng em to em đâu nhìn thấy đâu. Thì em hỏi chồng em bảo không bị giãn, em soi gương thì cũng đúng như thế thật. Đến một hôm mà lúc mà gần đẻ rồi thì tự nhiên em lại thấy đau đau cái phần mông ở sau. Thì là mới gọi cái chị giúp việc ra để xem, thì chị bảo là em giãn toàn bộ phần mông ở sau rồi. Thì em lúc đấy mới nhận ra là chồng em là người hàng ngày đều nhìn đến việc đấy, mà chồng em không có nói cho em vì sợ em buồn. Thì cái đấy nó là chỉ là một cái nhỏ thôi, nhưng mà em nghĩ là không phải là ai là đấy bình thường mà không phải là ai là chồng mà là thì... nhất là một người nghệ sĩ mà có thể giấu được những cái điều đấy như vợ. Vì thường là nghệ sĩ họ sẽ đòi hỏi những cái đẹp nhiều hơn, có lẽ là mọi người nghĩ sẽ là nhỏ, nhưng mà đấy là những cái thứ mà em giữ trong lòng rất nhiều. Cái đấy là những cái mà chồng em cũng đã hy sinh vì em. Thay cho một cái lời kết, có thể dành tặng cho nhau một nụ hôn được hay không? Cấp 1, cấp 2 gì cũng được cả. Rất tò mò, em rất tò mò. Mình giả bộ nhắm mắt đi, muốn nói gì đó nói đi. Không biết nha. Ngày hôm nay thì hai vợ chồng mình đã đứng ở trên sân khấu của Vợ Chồng Son và kỷ niệm là 3 năm bọn mình đã cưới nhau rồi. Hy vọng là em vẫn nhìn thấy là tình yêu của mình đang càng ngày càng lớn mạnh hơn, càng ngày càng tuyệt vời hơn, và anh cũng đang học thêm những cách nữa để làm cho em trở nên tuyệt vời hơn. Cảm ơn vợ. Chúc cho hai em mãi mãi tận hưởng những gì tốt đẹp nhất, đó chính là một tình yêu đích thực, một tình yêu hạnh phúc nha. Cảm ơn anh Đức Thuận, cảm ơn chị Hồng Vân, cảm ơn khán giả, cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì em mới nhớ lúc đó anh Long đẹp trai nói là anh cứ ghẹo em một câu, ông nói là ủa sao vậy Tài, vậy là tình em duyên anh hay sao vậy, là mới vô ông dặn em câu à. Đứa nào make up cho chồng á? con bắt chồng con make up bật đậm dữ vậy. Chắc là tại vì cái bạn đó quen make up cho con đi hát đi hát sân khấu nên cái bạn đó cứ nhiêu đó mà làm thôi, không có cần phân biệt là hát ở sân khấu hay là đang diễn kịch hay là gì. Này là cứ gì đó. Em muốn quen với người này thì lập tức họ trở mặt với em hết, họ cắt hết toàn bộ những công việc của em. Tức là em vì cái tình yêu mà coi như em chấp nhận em đánh đổi tất cả. Em có cảm giác thấy là tại sao mà hai người nghệ sĩ yêu nhau tại sao lại quá khó khăn với họ. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ cô dâu và chú rể trong chương trình Vợ Chồng Son tuần này. Rồi đây con, trời ơi, con tôi, con trong gạo nếp gạo tẻ. Thật ra là chúng ta biết nhau quá nhiều, nhưng mà khán giả coi chương trình truyền hình thì có người biết người không. Thôi như bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, đầu tiên em xin giới thiệu, em là Phương Hằng, hiện nay em đang là diễn viên. Em được xin chào khán giả của chương trình Vợ Chồng Son, chào anh Quốc Thuận. Bây giờ chào mẹ hay chào chị bây giờ? Bây giờ cái format là phải là chị đó. Chị, mời em thấy lép dế quá. Dạ, lần đầu tiên thì cho phép em xin chào tất cả quý vị ở đây. Em tên là anh Tâm, hiện tại em đang là ca sĩ. Và em xin được chào anh Quốc Thuận cũng giống như là chị Hồng Vân à. Hồi đó giờ anh cũng biết em là nhiều. Giờ mở đầu cho câu chuyện ngày hôm nay thì mời em hát vài câu được không quý vị? Cái bài nào mà xưa em cua dính Phương Hằng á? Nếu mà cua dính Phương Hằng chắc là em hay hát cho vợ em nghe bài Nếu Anh Được Lựa Chọn. Rồi hát đi. Và nếu bây giờ anh đây được nói một lời, nói anh còn yêu mãi một người. Dạ hết rồi đó. Yêu một người thôi anh, tới câu yêu người thôi. Bây giờ em hát câu sau là yêu một người là yêu ai? Thì yêu vợ em. Dạ. Say đắm rồi. Giờ này em đâu dám nói yêu ai nữa đâu. Hai bạn hãy kể cho chương trình được biết rằng là hai bạn gặp nhau lần đầu tiên và yêu nhau bắt đầu như thế nào. Anh Tâm thấy em comment trong cái Facebook của một người em anh Tâm, thì anh Tâm mới nhảy vô để mà inbox cho em. Em với cái người em của anh Tâm là hai bạn đồng nghiệp. Dạ đúng. Em inbox vô cái Facebook của cô này, em nói gì Tâm? Hỏi hát như thế nào vậy đó, ý là vậy.
Thả thính, gọi là thả thính. Rồi bao lâu thì bắt đầu mới là dính thính? Đợt đó em bị dính tới cả tháng trời mà anh cứ nhắn tin hẹn gặp hoài mà em không gặp. Thì nói chuyện với nhau rất vui, nhưng mà khi mà em đề cập tới là bây giờ thứ bảy này nè, Tâm không có đi hát, thì bây giờ hai đứa mình có thể đi ăn uống hay là đi trò chuyện với nhau hay không, thì bạn này nói không. Ý là cứ mỗi lần mình đề cập tới vấn đề đi gặp là bạn này nói bận. Đi gặp là bận. Rồi sao? Rồi đến bao lâu thì mới gặp được mặt nhau? Không gặp không được, bởi vì anh nói là cái dịp Tết là diễn sân khấu, ảnh lên tận sân khấu luôn. Thế là phải thú nhận là anh tội ơi nghiệp em lắm anh, lúc đó tội nghiệp em lắm. Em phải lòn cuối với em trai của em. Thì em trai em mới nói câu là ông khùng, có bao giờ ông đi coi tôi diễn kịch đâu mà ông kêu ông đi có ý đồ gì không? Ủa lúc Hàng diễn ở đâu? Dạ lúc đó là em đang diễn bên Nụ Cười Mới. Rồi cách đây 3 năm. Sau khi diễn xong rồi, nghệ sĩ đi về rồi, có lén đứng ngay trên cái đường nghệ sĩ đi ra gặp mặt nhau không? Anh rất là dạng đi theo tài vào trong phòng make up vô hậu trường luôn đúng không? Mà tới sớm hơn em ngồi sẵn đó, em đi vô em thấy là như em giả bộ chảnh chảnh né hoàng bên ngồi make up, giả bộ không phải để cho anh qua chào trước. Dạ cuối cùng có chào trước không? Đi ngang gật đầu chào cười nhẹ đi thẳng ra ngoài luôn chị. Tại vì cũng ngại, tại mấy anh chị ở trong sân khấu biết cái bầu cứ chọc chọc ở ngoài. Thì em có nhớ lúc đó anh Long đẹp trai nói là anh cứ ghẹo em một câu, ông nói là ủa sao vậy Tài, vậy là tình em duyên anh hay sao vậy, là mới vô ông dặm em câu à. Tại trong cái kịch đó là em đóng vai là vợ sắp cưới của Tài. Rồi sau đó hai đứa có dẫn nhau đi ăn uống được không? Dạ có, nhưng mà hơi trễ chút xíu. Em đố anh là lần đầu tiên anh dẫn em đi ăn, anh mời em đi ăn cái gì? Chắc ăn bào ngư với cá hải sản hay gì á. Sai lầm, em đố chị. Đi ăn ốc phải không? Dạ chính xác. Thì đó, em thấy chị đoán hay không? Hay quá vậy. Con chị mà. Em nghĩ là cái hình ảnh mà gọi là lần đầu tiên dẫn bạn gái đi ăn mà đi ăn ốc mà cắn càng ghẹ rớp vậy nè. Nhưng mà nhờ cái sự tự nhiên đó mà hai đứa dễ gần với nhau hơn so với lại những cái cặp mà mới quen e ngại. Nhưng mà hôm nay nhìn thấy anh Tâm có vẻ gì khác khác nha, nhìn thấy trẻ trung hơn. Không có, giờ hỏi luôn, biết tánh nó mà, hiểu không? Đứa nào make up cho chồng á? Con bắt chồng con make up bật đậm dữ vậy. Chắc là tại vì cái bạn đó quen make up cho con đi hát đi hát sân khấu nên cái bạn đó cứ nhiều đó mà làm thôi, không có cần phân biệt là hát ở sân khấu hay là đang diễn kịch hay là gì. Này là truyền hình thành ra nó rần lắm á, cái mặt mình sao ra hết á. Tại vì sân khấu mà diễn là ánh đèn đủ màu cứ lấp lánh rồi. Tại vì trong đầu chị nghĩ là bé Hằng nó bắt là... chồng nó làm cho chồng nó. Dạ không có. Hay là Hằng đè cái mặt chồng nó làm. Dạ không. Thì đó. Mới đang khui nó. Trời ơi rắn mắt lắm đó. Vậy hả? Ừ. Bà bán hàng, bà live stream, bà bắt chồng bà đứng sau lưng á. Thấy. Phụ dạ. Đó. Ừ. Có thấy live stream. Em phải mời nó, đâu có chịu hát đâu chị. Em phải mời là thôi hôm nay coi như là mời show hát nha. Rồi mới chịu bất hát. Bất chấp đúng không? Dạ đúng bất rồi. Chấp. Sao cái phim bởi gạo nếp gạo tẻ là ai cũng live stream được. Dạ. Nên là phải canh cái ngày nào mà live lúc mà ảnh không có đi diễn hay là ảnh được trống hoặc là phải live trước như 8 giờ, như là bắt buộc phải live 7 giờ chứ live 8 giờ là không được, mất show. Đâu có được. Để Tâm mà live hát gì ta mời hát gì ta có trả tiền đâu. Dạ cũng có, nhưng mà toàn là cứng nợ. Tưởng là em trang điểm. Trời ơi, em trang điểm chắc đậm hơn. Rồi quay trở lại lên live stream nó sẽ mờ hơn nên phải làm đậm thì đậm hơn. Bao lâu thì hai người mới chính thức yêu nhau? Từ cái lúc ăn ốc đầu tiên. Từ lúc nào không biết, nhưng mà là chính thức mà mình chọn cái ngày á là cái ngày một tháng sau chồng ha. Rồi lúc nào thì ảnh cầu hôn? Anh đoán nha, chắc là em đang diễn trên sân khấu và ảnh bí mật ảnh lên ảnh tặng hoa anh cầu hôn em đúng không? À không anh, cầu hôn em còn không biết nữa luôn á. Em cứ đứng cười hoài luôn á. Là sao là lúc cầu hôn trong cái trường hợp nào? Sao Tâm? Do là hai đứa up hình trên Facebook là có chụp chung với nhau. Thì có rất là nhiều những cái studio chụp hình cưới, họ mới mời tụi em đi chụp hình cưới. Em cứ nói với anh kia là nó là em muốn cầu hôn Hằng. Cái anh chụp hình nó yên tâm đi, tại vì sáng là anh là có lựa một cái chỗ rất là đẹp rồi. Thì em nghĩ trong đầu em là bình minh và một bãi cát. Thì ông lựa một cái là rất là dễ thương luôn á, hai đứa leo lên núi thấy bà luôn. Leo lên núi rồi nó còn trong trên, rồi nó còn có biển, mà có nước. Mang về câu gót. Rồi bắt quỳ lên trên cái núi đó, rồi tiếng sóng thì đánh rầm 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 rồi. Ông nháy mắt em. Làm đi, làm đi. Quỳ không được là tại vì do là cục đá nó gần lên rồi cần... phải dịnh vợ em nữa, tại vì vợ em lại đứng giống như ông bắt vợ em đứng ở giữa một cục đá mà sóng đánh bạch một cái này muốn ướt hết luôn vậy đó. Thì bà lo bà sợ chân tay bà run vậy nè, nó cậu gì nữa. Rồi thằng cha nó kích làm anh chụp làm, vừa một tay dịnh vợ rồi vừa một tay móc nhẫn, rồi em vừa mới đưa nhẫn nó khoan, em nói sao khoan nữa, cái ánh mặt trời chưa lên đỉnh đầu. Trời ơi bà này đi lên với anh mỗi mà em thì quỳ sợ đi mà là vừa mới lên đâu làm là lúc đó ổng chụp thì em mới móc nhẫn ra, sống nó cánh rập 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 mà em nói thì bà này cứ
rồi cứ giống như là cứ đứng cười. Thì khi mà em đeo nhẫn cho vợ em rồi xong mọi thứ, cô cũng không trả lời ớt ơ là được hay không được, cô cũng lấy chiếc nhẫn đi thôi. Rồi em cũng không biết là cuối cùng là có được cầu hôn hay không. Thế như là cũng được có 2 tiếng thôi mà đã đêm trước mà đã không có ngủ rồi là rất quá là mệt. Em nghĩ là do là giống như là cái ekip này rất có tâm, chuẩn bị cả những cầu hôn để cho anh Tâm nghĩ em là diễn viên sẽ nói những cái lời cảm động để cho em có thể chụp tấm hình đó phim ra. Sau đó thì em mới biết là thật ra là đây là lời cầu hôn thật và bây giờ trong đầu em không nhớ gì luôn. Nhưng mà cảm động đúng không? Dạ không, đâu có biết gì đâu cảm động. Tại em có người quá. Xưa dễ sợ. Thời điểm mà tụi em bắt đầu công khai yêu nhau á, dạ, thì chắc chắn là em là bên ca sĩ là em phải có quản lý đúng không? Dạ. Thì quản lý của em á có chấp nhận cái chuyện mà tụi em công khai tình yêu không? Từ nhỏ tới lớn, từ lúc mà biết chơi Facebook tới giờ thì chưa bao giờ mình được đăng hình ảnh mà mình yêu thương ai hết. Có quen người nào đó em cũng không bao giờ dám công khai. Thì cho khi đến khi quen Hằng thì giống như là người vợ này giống như là một hình mẫu trong cuộc đời của em. Nên khi quen người này rồi tự nhiên em không biết tại sao em bất chấp tới mức độ mà em nói là em nhất định phải làm những điều mà em chưa được làm. Thì có hai người có chụp hình lên, Facebook nhưng mà có che cái mặt em rồi, nhưng mà giống như là trong nghề với nhau, cái người quản lý đó họ thấy được. Cái thời điểm đó em đang có vừa cái tiếng tăm của cô làm việc cho bên quản lý, vừa có về cái nguồn tài chính từ làm việc với những cái người bên ngoài. Thì khi mà em nói với họ là em muốn quen với người này thì lập tức họ trở mặt với em hết và họ cắt hết toàn bộ những công việc của em. Tức là em vì cái tình yêu mà coi như em chấp nhận em đánh đổi tất cả. Em có cảm giác thấy là tại sao mà hai người nghệ sĩ yêu nhau tại sao lại quá khó khăn với họ. Anh Tâm thì được cái là ảnh rất là hiền, rất là chân thật, nên là khi mà quá trình làm việc á thì ảnh để cho anh quản lý làm tất cả mọi thứ và những cái mối quan hệ, ngay cả những cái số điện thoại xô chậu hay là kinh doanh ở ngoài thì đều là anh kia nắm hết. Và khi mà anh kia cắt một cái thì nói chung là ảnh giống như là chơi với ảnh, không có một cái mối quan hệ nào, ngay cả người ta muốn liên lạc cho ảnh cũng không được, bởi vì người ta cũng không có số điện thoại riêng của ảnh. Cách đây mấy năm cơ? Dạ chắc cách đây khoảng có 1 năm mấy trước khi lấy nhau. Hằng có biết điều đó? Lúc đó em có biết nhưng em không nghĩ là do em. Em cứ nghĩ là có thể là do công việc này nọ thôi, không làm nữa thôi. Vì vậy vì anh Tâm cũng giấu chuyện đó, anh Tâm sợ là em biết rồi em sẽ bị áp lực. Tức là sau này em mới biết cái việc mà Tâm lựa chọn em. Dạ đúng. Và từ bỏ cái bên kia. Nghệ sĩ có nhiều khi rất là khổ về cái chuyện đó. Có những cái áp lực có khi từ người ngoài nhưng mà cũng có cái áp lực từ phía gia đình. Dạ. Về người chồng, người vợ của mình, tức là bắt phải chọn lựa. Mà không cho người ta được cái quyền gọi là dung hòa hai cái điều đó. Đó là một cái mà nỗi khổ, rất khổ. Nếu mà mọi người mà coi thì sẽ hiểu được là nghệ sĩ thực ra là nhìn như vậy thôi. Nhưng có những nỗi đau mà không phải là ai cũng có thể hiểu được. Đó là lý do tại sao mà trong khoảng thời gian 1 năm mấy tụi em cưới nhau, em với anh Tâm cứ bảo nhau dù có khó khăn như thế nào, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, có những lúc mà tại vì vợ chồng son á chị, là cảm thấy nhiều bực quá, tới mình nhiều khi mình giận nhau, mình trong đầu mình không ở em được nữa, mình tức quá rồi. Nhưng mà nghĩ lập điều là tại sao những cái gì ngày xưa hai đứa dành cho nhau bất chấp tất cả mọi thứ mà bây giờ mình làm như vậy thì chẳng khác nào mình tự đạp đổ, cũng như là mình, vì tình yêu mà tụi em cố gắng vượt qua điều đó để tới được ngày hôm nay. Nói tóm lại là bây giờ là Tâm có quản lý chưa? Dạ, vẫn chưa. Quản lý là nhân viên thôi chứ tôi cũng biết là có người quản lý rồi, đúng không? Quản lý này khắt khe lắm, thậm chí còn không trả tiền lại nữa, đúng không? Anh sai, hoàn toàn sai luôn. Em quản lý anh Tâm về mặt thời gian và nhận việc thôi, còn anh Tâm quản lý về tất cả mọi mặt luôn. À, không, em không có cái nữa là thời gian, công việc để nhắc nhở và tiền thôi là hết luôn rồi đó. Dạ, nhưng mà toàn bộ những cái gì giống như một người quản lý thực thụ là anh Tâm quản lý ngược lại em và khó khăn hơn rất nhiều luôn. Trời, sao sôi nổi quá vậy? Thôi bây giờ chúng ta chào mừng các bạn đã đến với phần vạch mặt nhau. Đó, những cái tật xấu, những cái tính xấu gì đó có lòi ra không Hằng? Anh thấy Tâm rất là hiền. Nên là em không muốn kể khúc này tại vì anh vạch em thôi chứ em không có vạch ảnh được anh. Không, bây giờ không lẽ bây giờ Tâm là người hoàn hảo không có gì là gọi là xấu à? Cái xấu của ảnh là cái là tại vì em không thích thôi. Ví dụ như anh đã từng bắt em giảm 15 kg, là thời điểm đó là gây lộn mà muốn ly dị luôn á anh. Khi mình giảm mà vừa phải làm việc quá mệt luôn anh, và nhiều khi thèm một ly trà sữa phải lén đi ra cái gọi là ban công mà có cái màn, đứng ở trong đó uống nhiều lắm. Nghĩa là né Tâm đó phải không? Dạ. Ăn uống là sợ đúng không? Dạ. Thực đơn giảm cân và anh cả mua cả một cái máy chạy bộ về đặt ở nhà. Còn cái gì nữa không? Có một cái nữa là sau khi mà cưới nhau thì cái thời gian mà anh chở em đi chơi đi này nọ nó lại không còn được nhiều như trước. Sau bữa tôi thấy trên Facebook tôi thấy là hai người đi du lịch đó. Dạ thật ra chỉ làm việc trong lúc đó luôn.
thì kết hợp đi, vừa nhưng, đi nhưng mà em không thích vậy. Em thích là cái nào làm việc, còn cái nào cho em đi chơi, cho em đi chơi mát trời mai luôn, đừng có bắt em mà làm như vậy. Có nghĩa là giờ phải xếp vô gọi là tính quá nguyên tắc đúng không? Dạ à, đúng rồi, nhắc cái này, cái chị nhắc cái nguyên tắc em mới nhớ là anh Tâm có một cái điểm xấu là khó tính cực kỳ. Ví dụ như bây giờ em hỏi một cái khăn hay là một cái giường đi mà xếp là phải xếp bật ra vậy nè, bốn góc thẳng băng, hai cầm phải dính vậy nè, mà khi đặt vô tủ là cái mặt mà tròn của cái mặt khăn à, là phải nằm hướng ra ngoài, kỹ lắm. Tính dạ kỹ lắm là mặt nguyên tắc nè. Kỹ tính gì là tốt chứ đúng không? Nhưng mà kỹ quá anh. Chị đừng có xài khăn mà theo kiểu máng vậy nữa, móc. À hồi xưa móc bên em là hơn. Móc bốn cái là bốn cái móc gì ra thì em móc một cái thôi. À. Nó không phải móc lên cả bốn cái cho nó cái khăn nó băng ra. Nhưng mà em thấy nó cực quá. Coi như là không còn cái gì để mà chỉ cái tiểu xảo được nữa rồi. Nói chung nè, tôi là chỉ có móc thôi đó. Việc nhà là ai làm? Tôi biết mà tôi không có em nói. Trả lời con này được không? Tôi... Ai làm? Tâm... Thôi bây giờ để cho người ta chuyển qua bên đây. Tâm ơi, đã đến lúc em nói về vợ em rồi đó nha. Nếu mà nói về việc nhà, ngay từ nhỏ là em đã có thói quen là khi em có được cái căn phòng đầu tiên của em thì em muốn cái gì đó nó cũng phải sạch đẹp, để khi mà mỗi lần mình đi làm thật mệt vậy cái mình ngồi mình ngắm cái phòng, cái mình ngủ cái thấy cũng ngon. Có nghĩa là khi em đi làm về cực cỡ nào em phải dọn sạch cái nhà rồi em bắt đầu em mới ngủ được. Nên bắt đầu từ khi lấy vợ em thì mọi thứ đã thay đổi. Giờ em nói rõ với em là lấy thôi nha, chứ không có biết nấu ăn gì đâu đó. Cái em nói là ừ, nấu ăn anh sẽ nấu ăn cho em được. Lấy thôi nha, chứ không có biết dọn dẹp gì đâu đó. Cái em nói ừ, dọn dẹp thì anh cũng sẽ dọn dẹp cho em được. Ừ, vậy thôi lấy thôi đó, hiểu rồi đó. Và từ đó là vợ em nói là lấy thôi nha, không có làm gì đâu đó. Hay quá. Nãy giờ tôi chưa nghe các bạn kể về tật xấu. Thì chưa, em chưa nói hết. Thì em vô tới em thấy cái khăn vợ em để sọc sạch như vậy. Cái vấn đề không phải là để sọc sạch vậy là khó chịu và cái chuyện là không gọn gàng. Nhưng mà khi cái khăn anh không để cho đúng thì nó sẽ không khô được và nó sẽ luôn ẩm ướt, mà ẩm ướt thì nó lại không có tốt. Đi về có bao nhiêu cái đồ cổ cũng nhét, nó là quần để áo để bên áo để kia, là xong cái vơi lại là tất cả mọi thứ là như nhau, là để vậy. Nhưng mà những cái gì mà cô thấy thừa ra là cũng dùng vô trong cái tủ của em nói không được, cái này phải để cho gọn chỗ này gọn kia, trong cái để đi giờ mới biết nó không có gọn gàng thì làm sao mà biết. Thì em nhớ có một cái buổi mà em tức quá, em lòng nó rồi bây giờ em sẽ không làm nữa. Em để thứ còn sao, em không làm việc nhà, em không gì đó. Rồi để đồ đâu chừng 3 ngày. Giờ em lúc đó là giờ em ra, giờ em nói ủa sao không giặt đồ đi, đâu có đồ đâu bận. Chứ sao giờ thích để vậy mà, để vậy thì bận đi bận lại khỏi giặt. Thì lúc đó bắt đầu gọn gàng, nhưng gọn gàng trong khuôn khổ. Có nghĩa em giao cái tủ đó là miễn sao đóng lại sạch, còn trong đó muốn phá gì phá trong đó thì cứ để cho nó. Đó vậy đó. Vậy đó. Nhưng mà anh Tâm có tật hay giấu đồ lắm chị. Ảnh khuôn khổ tới nỗi mà những cái gì mình chỉ cần để trong cái một, có một cái bục ở dưới cái tivi đi. Ví dụ như mình tiện tay để cho dầu thơm đó, mình xịt xong mình đi ra ngoài. Thế là anh cũng giấu chỗ nào đó mà em không thể nào kiếm ra, và rất nhiều lần đồ anh cứ kiếm chỗ nào anh giấu không à. Giống như cho bài học đó. Không có được bừa bộn nghe. Đúng không Tâm? Kiếm không được thì em bài đồ đầy ra hết rồi. Có một cái tật là rất là dễ thương là có nguyên một cái kiến, đứng cái kiến có đèn là trang điểm rất đẹp. Mà không bao giờ thích nhảy lên trên giường ngồi trang điểm. Mỗi lần trang điểm trên giường thì phấn nó rơi xuống giường. Rồi thay ra nữa. Mà thay cũng phải không cho thay, cũng nói là để yên nó đi từ từ thay. Thôi giờ mong giống như chăm sóc em bé vậy ta. Nói đi điều đó thì cũng phải nói lại, tại vì do là vợ là phải đi cái đóng phim đó thì cũng hơi cực, là đi từ 6 giờ sáng tới có khi là mới 10 giờ đêm, 1 bây giờ mới về. Ý là muốn vợ là mình đã làm những cái phần đó rất là sạch rồi thì vợ về vợ sử dụng xong thì vợ cũng làm sạch lại, như vậy là được. Cô đã nói ngay từ đầu với mình rồi, lấy tôi lấy là làm được mà. Làm được không, lấy thôi nha. Lấy nói thôi làm được không là được. Cho nên thật ra nãy giờ em kể là em cảm nhận được là đó không phải là kể xấu vợ mình, chia sẻ để ta hiểu rằng ôi tôi cam chịu tổn thương luôn. Nhưng mà rõ ràng là thấy chồng đúng không? Dạ đúng 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 không? Dạ, đó. Giờ có mong muốn chồng thay đổi gì không nè? Dạ em chỉ mong muốn có thay đổi, đó là nhiều khi ảnh ép mình cái gì đó thì ảnh đặt ảnh vô cái vị trí của em, ảnh làm được nhưng chưa chắc em làm được. Tại vì đôi khi em có những cái mơ ước đơn giản lắm, là chỉ cần tối lấy xe máy chở em đi hóng gió vòng vòng, nhưng mà cái thời điểm đó anh lại bắt em tập thể dục hoặc bắt em phải ngồi đọc kịch bản. Em có thể làm cái trong những cái việc lúc khác cũng được. Khi mà cái bộ phim Gạo Nếp Gạo Kẻ thành công, đó là một cái bệ phóng, thì lúc này đây là lúc vợ cần phải lao động và cần phải đương đầu với những thử thách để mình khẳng định cái tên tuổi của mình. Thì em cũng hiểu ý là làm cực khổ về thì muốn đi chơi, nhưng em nói là đi chơi nó phải vô khuôn khổ. Tháng đó tới ngày đó mình sẽ đi cái nơi đó để mình du lịch. Thì đi du lịch nó cũng phải trong cái có kế hoạch và có công việc gì đó nó ẩn chứa trong đó để mình làm được luôn cái đó. Thì lại không có chịu, rồi đòi là cái nghĩa là muốn là phải đi liền, muốn là đi liền. Thì hai vợ chồng có gây lộn nhau cái việc này, tranh luận rất là nhiều về chuyện này. Tâm nói về Hằng á là hoàn toàn chính xác. Nhưng mà
đó là một cái gọi là cái nghệ sĩ á, tức là mình sống theo đúng một cái người nghệ sĩ thực thụ, chứ không có mang cái đầu óc tư duy của một người quản lý và làm kinh tế trong nghệ thuật. Là Hằng là nghệ sĩ đúng là thuần túy luôn á. Và sống theo cái cảm tính nè, sống theo cái cảm giác nè, sống theo cái bản năng. Và bây giờ bạn chồng của mình đó là bạn có đủ tư duy và đủ những cái tố chất để mà bạn ấy làm quản lý cho mình như vậy. Thì nãy giờ ngồi á, thì thấy là bạn này đúng. Thành ra là Hằng phải trong thời gian này khi mà mình chưa có con á, mình chưa bị vướng bận về cái điều đó, thì mình phải tận dụng cái thời gian này để mình bồi đắp những cái mà mình còn thiếu. Kể cả cái việc cần phải học về nấu ăn, cần phải học những cái cần thiết nhất. Ví dụ giờ Hằng không đóng vai con bé Minh, mà Hằng đóng vai bà Mai coi. Thì Hằng phải đi học lại hết. Từ nấu nướng, từ tất tần tật. Bữa quay chung với Hằng á, mà cái lúc mà cái gọt táo mà tôi sợ muốn chết luôn, tôi sợ bà cắt vô tay. Không biết gọt. Bà không biết gọt táo. Đó, gọt cho nên... nhưng mà nó không có đẹp, nó cứ phật. Bà không biết lái xe nữa, đi xe máy không có biết đi. Trời ơi, mà chở bà mẹ mập như vậy nè, sợ muốn chết luôn. Hiểu không? Thì thành ra là những cái gì mà giờ mình đang, tại vì mình sẽ phải hóa thân vào rất nhiều thành phần. Đó, thì thành ra mình những cái gì mình chưa biết là mình phải học. Em cũng biết là tại vì trong thời điểm này á, nhiều khi ỷ y ở anh Tâm nhiều quá. Không có được ỷ y nữa, bây giờ phải hỗ trợ cho bạn Tâm. Thật ra em cũng sợ anh lắm. Thật sự là nghe những chia sẻ của Tâm, anh rất là mừng, mừng cho em, mừng cho hạnh phúc của em. Và như những gì mà chị Vân vừa góp ý thì hy vọng rằng là hai bạn sẽ dung hòa cho nhau. Và nhất là em phải cảm thấy là mình may mắn, mình hạnh phúc bởi vì mình có một người quản lý tuyệt vời như thế này. Rồi, xin chúc cho hai em sẽ càng thăng hoa hơn nữa trong hạnh phúc. Rồi, cảm ơn hai đứa nha. Em biết là anh thương em rồi, nhưng mà anh không bao giờ thừa nhận là anh yêu em đâu. Tới khi em nói em chia tay á, anh mới nói là anh nhớ em lắm, anh không ngày nào mà anh không nghĩ tới em hết. Đó, rồi anh mới bảo là anh yêu em lắm, anh thừa nhận là anh rất là yêu em, mà anh không có biết. Thì em nghe anh nói như vậy á, thì lúc đó em cũng mũi lòng. Thì cũng nói là đám cưới là chồng em lo hết. Thì là đúng thật là đám cưới của em là chồng một mình chồng em lo hết. Thế nên mẹ em cũng đồng ý, cũng ưng, thấy là cũng có trách nhiệm. Mà may sao á, là khi cưới về cái là lần đầu tiên là dính luôn. Vậy đó hả? Còn bây giờ mời quý vị chúng ta dành thêm một tràng pháo tay nữa, cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em. Dạ, em chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em là Nguyễn Đình Linh, năm nay thì em 28 tuổi và hiện tại thì em đang làm bên xây dựng, mảng trang trí nội thất. Hiện giờ em đang ở Vũng Tàu và làm việc ở Vũng Tàu luôn. Còn em? Dạ, em chào chị Hồng Vân với lại anh Quốc Thuận với lại tất cả các khán giả đang có mặt ở đây. Em tên là Kim, em làm nhân viên kế toán kho ở nhà hàng hải sản ở Vũng Tàu. Hai em lần đầu tiên là gặp nhau là ở đâu? Dạ, lần đầu tiên á là tụi em gặp nhau á là ở trên nhà bạn của em, nhà bạn thân á. Là hôm đó là lên nhà chơi, thì trước đó thì có nghe tới con nhỏ bạn thì hay nhắc tới ông anh, có ông anh học giỏi rồi này nọ, rồi ngoan ngoãn, hiếu thảo đồ lắm. Cái bữa đó lên thì mới gặp lần đầu, thì nghe kể thấy tính tốt vậy thôi. Nhưng mà mới gặp lần đầu ổng xấu lắm, mặt thì mụn không à. Thật ra thì em thấy hồi đó em cũng không có ưa gì vợ em đó. Mới đầu gặp nhau thì em cũng thấy ấn tượng đầu tiên là thấy chảnh quá, phụ nữ gì đâu mà tới nhà bạn chơi mà gặp mình không, mình là người lớn thì mình là anh của bạn thì có thể chào một tiếng. Có nghĩa là cái ấn tượng của hai bạn đầu tiên gặp nhau không ai ưa ai hết. Dạ, không có ai ưa ai hết. Đương nhiên rồi. Vậy thì làm sao mà hai em lại thích nhau? Em á, em quen á không phải là tại vì em thích ông đâu. Ông xấu lắm, ông không có cái gì để cho em thích, tất cả những cái người em ghét nhất là ông có hết. Nhưng mà em nghe là tại vì chơi một đám anh em bạn bè chung á, thì là có một đứa em nó kêu là anh Linh á, ảnh không có thích chị đâu. Con gái, ảnh nói là con gái giống như kiểu người giống như chị á, là ảnh không bao giờ ảnh yêu được đâu. Đó, thế là em tức, em nghĩ trong bụng là em sẽ làm cho người đó yêu em cho bằng được. Yêu xong là em bỏ. Nghĩa là cua xong rồi, có nghĩa là đạt được mục đích xong rồi. Dạ, đá xong rồi đá. Bây giờ em mới biết, bây giờ em mới biết bà nói. Là bữa nay mới biết luôn. Dạ, là đúng rồi, hôm nay em mới được biết. Thế mà xong cuối cùng sao không đá? Dạ, tại vì lúc mà quen nhau cũng được gần một năm, lúc đó em chia tay rồi, em nói là em không có yêu anh nữa. Em biết là anh thương em rồi, nhưng mà anh không bao giờ thừa nhận là anh yêu em đâu. Tới khi em nói em chia tay á, là 3 ngày sau anh nhắn tin cho em.
anh nói em ơi, anh nhớ em quá, em cho anh gặp được không? Thế là hôm đó anh gặp em là hai đứa hẹn nhau ra ngoài biển. Thế anh mới nói, anh khóc, anh mới nói là anh nhớ em lắm, anh không ngày nào mà anh không nghĩ tới em hết. Đó, rồi anh mới bảo là anh yêu em lắm, anh thừa nhận là anh rất là yêu em mà anh không có biết. Thì em nghe anh nói như vậy á, thì lúc đó em cũng mũi lòng. Thì thật ra là trong khoảng thời gian một năm á, là anh rất là tốt. Anh thì mất mẹ sớm á, là khi mà mình gần gũi mình chia sẻ thì là em thấy thương hoàn cảnh của ảnh. Cho nên em nghĩ thôi kệ, bây giờ anh thừa nhận anh yêu em rồi thì em chấp nhận cho anh cơ hội. Vậy là tụi em yêu nhau được bao nhiêu lâu? Dạ, từ lúc chính thức yêu tới khi cưới là được hơn một năm. Hơn một năm, có nhiều kỷ niệm vui buồn hờn giận không? Tụi em hai thì... đứa là hai vùng miền khác nhau chắc cũng có nhiều những cái thật mà... ra... chưa hiểu nhau nhiều. Dạ đúng rồi chị. Tụi em cãi là... nhau là nhiều hơn là tụi yêu em nhau là cãi nhau mà. Tụi em thường cãi nhau là về vấn đề gì? Là chủ yếu là về vấn đề ăn mặc của vợ. Ông hồi xưa ông mặc mặc lố lắm. Ông mặc cái áo sơ mi mà mang mặc quần jean á, mà áo sơ mi bỏ ngoài mà mang đôi dép lào á. Mà người ốm nhom ốm nhách là mà mặc đồ như ông già vậy á. À, còn vợ mặc sao? Dạ lúc đó thì em nghĩ rằng bạn gái mình chẳng hạn như là đi mặc đồ đầm váy này nọ hoặc là sơn móng tay thì em không có anh thích. Anh lúa lắm nhưng mà em không có sơn móng tay. Em rất là không thích vấn đề đó, em rất là dị ứng. Tức là em không thích vợ em mặc đầm. Dạ đúng rồi. Rồi không thích mặc đồ hở. Không thích mặc không đồ hở. Không có thích mặc đồ mô đen, chỉ thích em mặc áo sơ mi trắng với quần jean thôi. À. Dạ. Nhưng mà em không có mặc vậy. Là coi như hai đứa lại gây lộn về vấn đề đó. Dạ đúng rồi. Đó là có phải là cái khó khăn nhất của hai đứa em trước khi mà đám cưới không? Trước khi đám cưới thì thật ra chuyện khó khăn nhất là chuyện gia đình. Tại vì tụi em quen nhau á, quen biết nhau vậy 4 năm nhưng mà cả hai bên gia đình đều không có thích. Tụi em quen là quen lén, bên em thì không thích người Bắc. Với lại em lúc đó là em còn đang đi học á. Với lại cũng có nhiều người thích em, với mẹ cũng có người là tính là cho em tới rồi. Cho nên là không có ưng đâu. Em cũng yêu vợ thiệt lòng, tại vì em thấy gia đình ăn cấm quá. Thì bây giờ em hỏi vợ bây giờ em có yêu anh không? Thì cũng là hôm đó cũng là một lời cầu hôn của em luôn. Thì vợ cũng có đồng ý. Thì em cũng trước tiên là em cũng có nói với vợ là anh với em có con đi. Là anh nghĩ là nếu mà ba mẹ em mà hai bên mà không đồng ý này thì chắc anh dẫn em cao chạy xa bay luôn. Cuối cùng có đạt được mục đích không? Dạ thì vợ em sau 2 ngày thì vợ em nhắn tin là em cũng muốn là chúng ta đến với nhau như vậy. Thế là chồng mới là qua nhà mẹ em xin phép. Thì cũng nói là đám cưới là chồng em lo hết. Thì là đúng thật là đám cưới của em là chồng một mình chồng em lo hết. Thế nên mẹ em cũng đồng ý, cũng ưng, thấy là cũng có trách nhiệm. Mà may sao á là khi cưới về cái là lần đầu tiên là dính luôn. Vậy đó hả? Tụi em cưới bao lâu? Em được 4 năm 8 tháng. Dạ đúng. Chính vậy là hai vợ chồng em cưới nhau về chắc là hòa hợp với nhau và hiểu nhau hết. Không có tật xấu gì lòi ra đúng không? Có chứ. Em cũng muốn vỡ mộng quá trời luôn. Ngay từ đầu về em hỏi, ủa em nhà dơ vậy sao em quét giùm anh cái được không? Thì vợ kêu cũng ra lấy chổi quét nhưng mà vợ cầm chổi đó, vậy đó. Thì em kêu là ủa em quét vậy hả? Em có nhìn thấy nó cũng còn dơ nhiều không? Kêu thú thực danh là em chưa bao giờ quét nhà đó anh. Thôi nhỏ em nhà là em có út. Rồi bà em rất là lười. Thương lắm, không có làm gì hết á. Tính rất là con nít, nhõng nhẽo lắm anh. Chẳng hạn như là em đi làm vậy thì em mới kêu em tắm chưa? Em đợi anh về nè. Rồi xong em lại là đặt đi nấu nước. Anh nấu nước rồi, em ra em tắm đi chứ. Rồi tới buổi sáng ngủ dậy đánh răng, em đem tận kem đánh răng, rồi đem bàn chải, đem khăn, đem đồ vô bưng. Em lấy giùm anh, em đánh giùm anh đi. Rồi có hôm em phải năn nỉ quá trời. Có hôm em bảo dậy đi anh cho tiền nữa. Dạ lấy dậy, dậy lên. Dậy đi cho tiền lên. Rồi em đi làm về thì công việc xây dựng của em thì nó cũng rất là bộn bề, rất là mệt mỏi. Thì vợ chưa gì, chưa đặt lưng xuống giường, vợ kêu chơi game em đi. Em cũng không hiểu tại sao, rất là mê game luôn. Em mê game mà tại ổng á. Hồi xưa là ổng, lúc mà em mở tiệm net á, ổng mê game lắm. Ảnh kêu em tập chơi đi, em tập chơi với anh thử đi, chơi chung với nhà cho vui. Đó, thế là em cũng thử, lúc đầu em không chịu đâu, giờ sao em bực quá em nói hoài không nghe. Em cũng thử, em thử xong rồi em chơi luôn. Ok luôn, bây giờ tới em nè. Đó. Chồng em hay có cái tính là sợ ma lắm, khóc nhè. Sợ ma khóc nhè. Mới đây nè, cũng có một đợt á là anh đi thôi nôi, mà anh đi từ hồi 5 giờ, anh đi tới 9 giờ mà không thấy về. Cái em giận, cái em đi ra nhà hàng chỗ em làm, em tới nhà hàng em ngồi em chơi. Cái hỏi anh về, không có em, cái anh gọi, hỏi em đang ở đâu.
anh ra rước em, nói bây giờ là em đang ở trên núi. Là đợt đó là trước đó là có một cái vụ treo cổ ở núi Vi Ba Vũng Tàu ở đăng báo á chị. Đó là em mới bảo là em đang ngồi ở núi Vi Ba cái chỗ treo cổ hôm bữa nè, lên đây rước em đi. Em đâu có nghĩ cái là chơi ác thiệt luôn đó. Em đâu có nghĩ là ảnh lên thiệt, em nghĩ em biết ảnh sợ ma. Em không nghĩ là ảnh lên thiệt. Khoan hồi em mới chạy thôi, để em chạy ra đó thử. Trời ơi, em chạy lên giữa chừng em thấy anh chạy xe xuống nhắm mắt cho mùa anh khóc trời ơi. Em ơi anh sợ ma lắm. Trời em sao em ác quá vậy, sao em lại chơi anh? Mà em sợ thiệt, em sợ lắm á Linh. Dạ thực ra thì em cho anh biết cái cảm giác của em lúc anh chạy. Ông sợ lắm, thừa nhận đi anh ơi. Thực ra thì em thấy em té xuống cái lưng chừng núi luôn, em chỉ cắm mắt em chạy vậy thôi. Rồi sợ ma gì nữa. Vụ Phật The thì vợ chồng tụi em cũng thực sự là cũng là một cái phải bàn tán tới. Em cũng hỏi vợ chứ bây giờ là đã là vợ chồng với nhau mà cũng đã 4-5 năm nay rồi thì cái chuyện đó thì em phải biết rõ ràng này nọ. Từ việc chơi game xong chơi tới 11-12 giờ xong hai vợ chồng đi ngủ, em nhiều hôm em cũng muốn lắm chứ bộ chuyện tâm lý phòng the, nhưng mà cuối cùng toàn gạt ra không. Làm mất cảm xúc game rồi xong rồi ngủ mất luôn cảm xúc luôn. Dạ. Là, ngủ luôn, không có. Là 2-3 năm nay là tụi ông em khều móc cái gì cũng em ngủ mê lắm, ông khều là em quýnh ông luôn. Giờ cái mong muốn của em với vợ là cái gì em? Tới với chương trình thì cũng mong muốn nói với vợ là bây giờ em cũng nên bớt đi cái tính con nít mà lười biếng đi, rồi chơi game gì đó thì em cũng nên sắp xếp thời gian hợp lý để cho vợ chồng mình có thêm đứa nữa. Đứa nữa. Rồi giờ đó thì em cũng mong muốn là vợ em sẽ tự lo được cho bản thân. Một khi mà em đi công tác xa chẳng hạn như vậy thì hy vọng là em sẽ giúp anh trong những cái điều đó. Rồi nhân đây thì em mong muốn anh thay đổi điều gì nữa? Em muốn là sau này là anh nói chuyện phải biết kiềm chế, bớt nóng tính. Tại vì ảnh khi mà ảnh hay nóng tính lắm. Mà em cũng nóng nữa, em nóng hơn ổng nữa. Có lần là hai vợ chồng là cưới nhau lúc sau sinh á, thì ảnh mê nhậu lắm. Là anh đi nhậu tới khuya. Em mới nói ảnh là anh nhậu quá gì vậy đó, sao anh không nghĩ tới mẹ con á. Bắt đầu anh nóng, bắt đầu anh cọc lên. Mà tính em cũng nóng nữa. Là thế là em bực quá là em xếp đồ ở mâm dục ra ngoài cửa, em đuổi không đi. Khi mà tụi em yêu nhau á, lúc mà gãy chưa có con thì cái vấn đề mà phòng the là vợ em có làm biến gì không? Dạ cũng là như vậy luôn đó. Thật em ra là không... cứ đụng vô là em khó gì trong người à. Vợ em thì là con nít quá, không biết gì à. Cái ca của vợ chồng em thì thấy khó ạ. Tụi em cũng tìm cách để giải quyết nhưng mà cũng chưa có một vấn đề gì đó. Nó được tiến triển hơn. Cái này là tụi em phải cùng nhau tham khảo, cùng nhau tìm hiểu á, phải hỏi đáp với nhau. Không có đó, chị nói nghiêm túc với như em nhột, làm nhột chỗ nào, em không thích nhột chỗ đó. Thì chồng phải biết, tức là phải dành thời gian để mà tìm hiểu những cái chuyện đó với nhau. Dạ, thì tụi em sẽ nghe lời. Tìm hiểu và phối hợp nhau trang lý. Ừ, dạ. Rồi, xin chào em. Dạ, em chào em. Dạ. Quen nhau lâu không? Dạ, được 3 ngày. Ủa, là sao? Quen nhau được 3 ngày là dạ, sao? Ba mẹ vợ em không có thích trai miền Tây. Tại hai đứa em là trước khi cưới là có sống chung với nhau gần 1 năm. Sống thử, dạ. Sống thử 1 năm. Cái thời điểm dạ. Mà tốt nghiệp rồi đi làm á. Vui không? Vui á. Ờ, sao sống mình tâm. Mượn cái gì cũng cho mượn, không cần biết khi nào trả, không cần biết khi nào mà người ta đưa lại cái đó cho mình luôn. Kiểu như sao cũng được hết đó, giống như em lo hết phòng của ổng hay sao á. Đó nghe mượn đồ á, rồi còn nhiều khi mượn bản thân mình nữa là cho luôn đó. Ờ, nhiều khi nó mượn nó cho luôn à. Cùng chào đón cô dâu và chú rể thứ hai. Xin chào hai bạn. À, hai bạn ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở tỉnh? Dạ em ở An Giang, còn vợ em ở Bình Định. Dạ chào anh Quốc Thuận và chào chị Hồng Vân. Em tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thanh Hân. Năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, là nhân viên kinh doanh du lịch. Thì em tên là ông Huệ Phong, 26 tuổi, đang làm chuyên viên tư vấn bảo hiểm nhân thọ. Hai em là lần đầu tiên gặp nhau ở đâu? Tụi em là học chung trường đại học. Thì gặp nhau là do cả hai đều rất là thích mấy cái hoạt động tình nguyện. Ảnh để em trước và nhưng mà trong lúc đó em cũng có để ảnh nữa. Vậy là quen nhau lâu lắm rồi hả? Dạ, dạ quen nhau hơn 4 năm rồi. Hơn 4 năm. Thì em là người trực tiếp kèm cặp vợ em luôn. Thì trong thời gian đó hai vợ chồng đi chung nhau rất là nhiều. Vậy bao lâu mới tỏ tình? Chắc cũng khoảng là 3 đến 4 tháng sau á. Thì cái thời điểm là Tết á,
Thì mỗi đứa là về quê cũng thấy nhớ, nhắn tin liên tục à. Nên em mới quyết định là em nói, thì em nói là bây giờ em có đồng ý là mình tìm hiểu nhau nhiều hơn xíu. Vậy thôi đó hả? Chứ không, tức là cũng mày mại vậy thôi chứ không có trực diện vô là làm bạn gái anh nghe hay là... Có anh chị, anh nói dạ nó trắng á. Thì em cũng nói luôn là thôi bây giờ em làm bạn gái anh đi. Vậy đi ha, chứ đừng có chịu đó. Là các bạn quen nhau? Dạ. Quen nhau lâu không? Dạ được 3 ngày. Ủa là sao? Quen nhau được 3 ngày là sao? Ba mẹ vợ em không có thích trai miền Tây. Tức là trong suy nghĩ là người miền Tây thì họ không có cần kiệm được nhiều á. Lúc đó vợ em suy nghĩ nhiều quá, cái nghĩ thôi chắc không đến được với nhau đâu. Thành ra lúc đó vợ em mới nói thôi mình dừng, mình chỉ là anh em công việc thôi. Thì em không có đồng ý. Thì em nói thôi vào lại Sài Gòn đi rồi mình gặp nhau mình nói chuyện nhiều hơn. Qua Tết được hơn tuần á, là trở lại đi học á, là em tới nhà vợ em liền. Cái ngày mà vợ em vô lại Sài Gòn là em đi đón. Thì cái hôm đó là em chở vợ em vòng vòng hết Sài Gòn, em nói chuyện đủ thứ. Cái Huề. Dạ. Là coi như chính thức yêu nhau. Dạ. Dạ. Rồi á, yêu như là yêu suông vậy luôn á, rồi có chia tay lần nào không trong thời gian yêu nhau á? Dạ, dạ có một lần. 6 tháng sau. Thì năm đó là năm đi mùa hè xanh. Em thì đi mặt trận tỉnh ở Bình Thuận. Dạ, còn ảnh thì làm ở mặt trận thành phố. 18 ngày không liên lạc với nhau. Và chị em đã được đặt cách là được về lại để thi một cái môn. Chị đó có gặp anh này. Và chị, anh này có chở thêm một cô nữa. Dạ. Tức là anh có say nắng một người. Dạ đúng, đó mới kể cho em. Rồi em thấy không ổn rồi. Ông hứa là lần em về ông sẽ chở em. Nhưng mà cuối cùng cái lần đó không có chở, em phải đi xe buýt lặn lội mang theo đồ từ quận 3 đi về bến xe miền Đông. Rồi em đi mà em khóc từ Bình Thuận em khóc về tới. Nhưng mà cái tính em vậy đó, em không có chấp nhận được là ở một chồng người yêu của mình á quen người khác mà không có đẹp hơn mình, không có tốt hơn mình. Xong cái em tức quá mà em tìm mọi cách luôn để liên lạc với ông để níu kéo lại. Đó, đâu có dễ dàng buông. cái người đó là cùng quê với em luôn. Thuận tiện quá mà. Thì thành ra là thời điểm đó em cũng suy nghĩ nhiều. Nhưng mà do là hai vợ chồng cũng còn hoạt động, cũng còn gặp nhau á. Thì em còn thương vợ em nhiều á. Cho nên em cũng muốn... thôi mình cứ tiếp tục thêm một thời gian coi như thế nào. Duyên quay, số đó. Là quay trở lại. Dạ đúng rồi. Rồi không có gì gọi là ngăn cản nữa. Dạ. Rồi hai đứa là có đi xa hơn chút xíu không trước khi cưới? Dạ cũng có. Tại hai đứa em là trước khi cưới là có sống chung với nhau gần một năm. Sống thử. Dạ. Sống thử một năm. Cái thời điểm mà tốt nghiệp rồi đi làm á. Vui không? Vui á. À. Sao sao mình tò mò. 4 năm rồi. Lấy. Vui không? Sống thử vui không? Dạ. Có vui có buồn. Vui có buồn có mà em thì khóc nhiều. Cái thời điểm đó là cái thời điểm ảnh chưa có công việc, ảnh chưa có ổn định. Ảnh đang làm công ty mà lương tháng khoảng tầm 3 triệu mấy đến 4 triệu thôi. Tiền nhà cũng là 2 triệu rưỡi rồi. Cộng thêm những cái chi phí khác phát sinh nữa. Ở chung mà ba mẹ ở nhà cũng suy nghĩ. Em cũng lo lắng, em không biết tương lai hai đứa đi về đâu. Cũng cãi nhau nhiều. Nhưng mà trước khi sống thử là bạn này có cầu hôn em chưa? Qua được cái quãng thời đại học á, rồi ra đi làm á, thì hai đứa cũng xác định là sẽ cưới nhau, chỉ là khi nào thôi. Quyết định là sống chung á, là do chị em lấy chồng. Là thành ra có mình em à. Vợ em mới thấy thôi hai đứa để tiết kiệm chi phí này là thôi mình ở chung. Không lẽ ảnh chưa bao giờ ảnh cầu hôn em? Dạ có, ảnh với anh trai em bàn cái hạt gì đó em biết. Bưng vô một chậu hoa xong rồi ảnh rút ra một cái phong bì ở trong túi. Trời ơi, lúc đó em tưởng chắc phong bì 20 triệu hay gì nha. Xong cái ảnh quỳ xuống, ảnh bưng cái chậu hoa lên đưa cho em cái phong bì. Tờ cái phong bì đó là một cái tờ giấy là giống như là khai cái form mà để hai vợ chồng đăng ký kết hôn á. Em cũng lấy cái gì? Trời ơi, em hơi hụt hẫng một chút. Dạ. Cái đám cưới thì chắc chắn nó diễn ra là suôn sẻ rồi. Dạ. Nhưng cái thời gian mà đầu tiên sống thử á. Dạ. Cái chuyện mà đầu tiên hai đứa về chung nhà nhau á. Cái nào mà anh Bin bắt đầu chuẩn bị méo méo cái miệng á. Ý ý. Xong bắt đầu mắt gian gian á. Gian mà gian. Dạ. Là biết là hỏi tới cái gì đó. Hai đứa lần đầu tiên đi vượt quá chút xíu đó. Dạ. Nó như thế nào? Tò mò ra đó. Nó cũng lúng túng lắm anh. Tại em chưa có kinh nghiệm trong chuyện đó. Dạ. Vợ em cũng vậy. Thì hai đứa phải vài lần vậy mới quen được. Nhờ sự trợ giúp không? Thì nhờ sự trợ giúp qua phim ảnh thôi chứ có. Rồi, giờ vậy thì đến cái ngày đám cưới thì chắc có gì nữa, đâu có gì gọi là
Cái đêm động phòng đâu có gì đặc biệt phải không? Nằm sải lai hết anh. Cái đêm động phòng là ở dưới nhà anh trai em á, cũng không được làm gì luôn. Rồi tụi em cưới nhau như vậy là bao lâu rồi? Dạ cưới nhau là cũng hơn 6 tháng. Nhà với nhau là 1 năm. Tính ra tới giờ là 5 6 tháng đó. Vậy có tật xấu gì lòi ra không? Này cho vợ nói trước đi. Em nghĩ là chắc là ở đây đàn ông con trai nào cũng vậy thôi, ở dơ. Ở dơ. Bừa bộn mà ở dơ một cách mà kinh khủng luôn, có thể mà 2 ngày không tắm mà không chấp nhận được. Cái mồ hôi trên người á mà nó ra mà đắt á. Do lại thành viên tròn tròn tệ đó, do là lúc tệ đúng không? Trời ơi, dã man kinh khủng luôn. Mà em cứ em không tưởng tượng được luôn á, là tự nhiên lâu lâu mắt cho em cục ở dơ rồi còn gì. Cái nữa là hồi hộp lắm anh chị. Dạ không bao giờ mà chuẩn bị trước cái gì hết, rồi lúc nào cũng sáng ra đi là bắt đầu tìm, bắt đầu kiếm, bắt đầu hả tìm cái này lục lọi cái kia cái nọ. Chồng em á rất là kiểu như là sao cũng được á, mượn xe cho mượn, cái đó là dễ mượn tiền giải, chứ không phải dễ chịu. Cho mượn, mượn cái gì cũng cho mượn, không cần biết khi nào trả, không cần biết khi nào mà người ta đưa lại cái đó cho mình luôn. Kiểu như sao cũng được hết đó, giống như em lo hết phòng của ổng hay sao đó. Nó nghe mượn đồ á, rồi còn nhiều khi mượn bản thân mình nữa là cho luôn đó. Ờ, nhiều khi mượn nó cho luôn rồi. Lắm đó nha, đó. Hồi đó tôi cũng dễ dãi lắm. Mê game trùm luôn, anh chị tưởng tượng. Mà cái lúc mà quen ảnh á, làm lương tháng có 3-4 triệu gì đó, nhưng mà có thể sẵn sàng bỏ 1-2 triệu để mua thẻ game để chơi gì đó. Mua bảo bối. Dạ đó. Bây giờ cải thiện chưa? Bây giờ vẫn mê. Coi nào tối mê game đến nỗi mà mê quên mê vợ. Có luôn. Vợ nằm một cục bên đó, chồng bên này vẫn chơi game. Em chờ anh chút xíu, anh đang lỡ chậm. Có làm cho vợ buồn? Buồn thì em không buồn. Cái game đó thì em cũng có chơi nhưng mà em không có mê. Thôi nói gì nữa. Vợ em là quyết định là chơi chung để kiểm soát em. Đúng, chơi để coi thử anh có chơi hay không. Rồi giờ tới em đó. Vợ em bị cái là lo nghĩ nhiều quá, mà lo luôn phần của em. Với lại là bị cái là rất là hay cằn nhằn. Cằn nhằn cậu nhau dữ dội lắm. Mình đang làm việc A là nhắc mình việc B, việc C. Mình đang làm tới việc B nhắc lại chuyện A, việc C. Dạng vậy cứ nhắc liên tục vậy. Là mình rất là khó chịu. Cằn nhằn cái tần suất á là có thể là từ sáng tới chiều không? Liên hồi luôn. Dạ. Liên hồi luôn. Liên hồi luôn. Có lúc nào mà cái tần suất á cảm thấy đuối hơi kiệt sức mà ngưng lại cho em thở không? Không có luôn. Không có năng lượng dồi dào. Em hết rồi. Em hết rồi mà anh cứ tốt hết rồi hả? Rồi biết gì nữa. Ví dụ như xưa 10 thì giờ là nhiêu? Dạ xưa 10 thì giờ là 9:30. Trời ơi. Dạ. Trời ơi, có 50. Chị bị cái cảm giác rồi, chị biết mẹ chị á la chị đó. Rồi la từ phòng khách chạy vô tới phòng ngủ, chui toilet, đứng ngoài cửa toilet rồi, nói hoài luôn. Suy diễn hay nghĩ trước 2-3 bước mà cái đó đâu có diễn ra đâu, mà cũng mình cứ tự buồn về cái chuyện mình tự nghĩ ra không à. Với ghen từ cái câu chuyện mà hồi 6 tháng đó, là trở về sau thì vợ em hay ghen lắm. Giống như là bị sang chấn tâm lý luôn. Có khi nào mà lên tận ổ ôi, có. Lên tận công ty để mà thăm dò không? Tại cái ngành của em thì mấy bạn nữ trẻ trẻ nhiều lắm. Nhất là cái thời điểm mà em mới chuyển qua làm bên đây á, là vợ em lên kiếm đồng minh liền, để có gì là báo cho vợ em biết. Có mấy cái lần làm em quê lắm. Tức là tại vì công việc của em bắt buộc là phải đi kẹp một nam một nữ để đi gặp khách hàng. Và là vợ em lên tới chỗ em gặp khách hàng canh luôn vậy đó. Thấy được mặt em xong dằn mặt em cái xong chạy về. Dằn mặt sao đâu. Kiểu như là tôi thấy ông rồi đó nha. Bây giờ là đỡ rồi. Giờ là đỡ, giờ đỡ, là đỡ, đỡ chung 10. Dạ. Hồi đó 10 giờ nhiêu? Tại giờ có đồng minh ở công ty em nhiều rồi. Giờ radar đầy công ty luôn. Là nhắn là vài bữa là thấy em xuất hiện trên công ty liền. Em nói cho Adam cho em lên công ty anh chơi một chút. Đó, là lên đi coi là biết thôi, là biết liền. Rồi giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì? Mong muốn vợ em bớt lo nghĩ giùm em xíu. Bớt nghĩ giùm á phải không? Dạ, nghĩ giùm hết. Ngoài Bắc á, là ông bầm kêu là cầm đèn chạy trước ô tô đó. Dạ. Với lại là bớt cầu nhau đi một xíu. Có bớt ghen không? Có cần bớt ghen không? Dạ không sao, ghen tức là thương mình mới ghen chứ. Đó. Chấp nhận đúng không? Không sao hết. À, thế còn em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Bớt hời hợt. Bớt hời hợt thì sẽ bớt cằn nhằn. Với lại là bớt ở dơ đi, lo cho vợ, lo cho gia đình nhiều hơn. Cái cầu tiến đúng không? Là bớt dễ dãi đó. Dạ. Bớt dễ dãi đi. Dạ. Đúng không? Khó khó lại chút xíu. Dạ. Dạ. Tiếp tục khám phá nhau đi. Tận hưởng khám phá. Sẽ còn khám phá ra nhiều thứ tật xấu nữa. Và sau đó là sẽ tự gọi là gì đó? Tự chấp nhận. Không phải, tự góp ý, tự hoàn thiện. Đó, để mà đón chờ em bé. Có định sinh em bé không nè? Dạ có. Định năm sau. Nào nè? Dạ em tính năm sau. Vậy hả? Vậy anh Minh chúc đi kìa. Tôi xin chúc cho hai vợ chồng em sẽ luôn luôn thuận thảo, vui tươi, hạnh phúc. Và đặc biệt trong năm sau sẽ đón chào một thành viên tuyệt vời xuất hiện trong gia đình mình. Dạ. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn hai đứa nha. Dạ.